mặc dù giá heo hơi đang có xu hướng tăng tuy nhiên người chăn nuôi vẫn đang thận trọng trong việc tái đàn vì lo ngại dịch bệnh và chi phí đầu vào vẫn ở mức cao trong khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thận trọng trong việc tái đàn vì giá thành chăn nuôi khá cao do không chủ động được con giống và thức ăn chăn nuôi thì các doanh nghiệp chăn nuôi lớn lại lên kế hoạch tăng đàn nái trong đó một phần liên kết với nông dân Giá heo hơi hôm nay ngày 11 tháng 8 năm 2024, thị trường tuần sau tiếp tục điều chỉnh trái chiều. Tại khu vực phía Bắc, theo ghi nhận, giá heo hơi ở miền Bắc trong tuần qua tăng 1.000 đồng kg ở một vài nơi. Cụ thể, các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang cùng điều chỉnh giao dịch về mức 66.000 đồng kg. Thương lái tại các địa phương còn lại tiếp tục thu mua heo hơi với giá không đổi so với cuối tuần trước. Giá giao dịch hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 64.000 đến 66.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 66.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 65.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 64.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 66.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 65.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 65.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 66.000 đồng mỗi kg. Thái Bình là 65.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 65.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 66.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 66.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 64.000 đồng mỗi kg, tuyên quang là 66.000 đồng kg. Tại thị trường miền Trung, Tây Nguyên, thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên ghi nhận giảm từ 1.000 đồng kg đến 2.000 đồng kg. Theo đó, heo hơi tại thừa Thiên Huế. Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Ninh Thuận đang được thu mua với giá 61.000 đến 62.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Hai tỉnh Quảng Trị và Đắk Lắk cùng giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 61.000 đồng/kg. Cùng mức giảm trên, tỉnh Bình Thuận đưa giá giao dịch heo hơi về mức 62.000 đồng/kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 61.000 đến 64.000 đồng/kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 64.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 64.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 64.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 64.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 61.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 62.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 62.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 62.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 61.000 đồng mỗi kg. Khánh Hòa là 61.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 64.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 61.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 62.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 62.000 đồng kg. Tại thị trường phía Nam, tại khu vực miền Nam, giá thu mua heo hơi giảm 1.000 đến 2.000 đồng kg ở nhiều nơi trong tuần qua. Chi tiết sau khi giảm 2.000 đồng mỗi kg Thương lái tại Vĩnh Long và An Giang lần lượt giao dịch heo hơi với giá 61.000 đồng/kg và 63.000 đồng/kg. Các tỉnh Cần Thơ, hậu Giang, cà mau, bạc liêu và trà vinh duy trì giá thu mua ổn định trong khoảng 62.000 đến 64.000 đồng mỗi kg tùy khu vực. Các địa phương còn lại cùng giảm 1.000 đồng mỗi kg hiện neo trong khoảng 62.000 đến 64.000 đồng/kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam dao động trong khoảng 61.000 đến 64.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 63.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 63.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 63.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 63.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 64.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 63.000 đồng mỗi kg, Long An là 63.000 đồng mỗi kg. Đồng Tháp là 62.000 đồng mỗi kg, An Giang là 63.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 61.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 63.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 63.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 64.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 64.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 63.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 62.000 đồng mỗi kg. Trà Vinh là 63.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 62.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 63.000 đồng mỗi kg.